Ngày 11 tháng 2, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai người đàn ông. Theo đó, vào khuya ngày 10 tháng 2, tại một buổi tiệc được tổ chức ở căn nhà trong hẻm đường DHT08 thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 12, xảy ra sự việc hai người đàn ông rơi từ trên lầu xuống đất. Dù được hỗ trợ đưa đi cấp cứu, tuy nhiên hai người này đã tử vong sau đó. Cả hai đều là bà con với chủ nhà đến dự tiệc cùng gia đình. Nhận tin báo, Công an quận 12 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc là lúc tiệc đã tan, hai người đàn ông vào nhà rồi sau đó rơi xuống. Đến trưa ngày 11 tháng 2, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để khám nghiệm.